Dầu dìa, dầu dầu dìa dìa. Hello chào các bạn nhá. Chúc bạn tối chủ nhật vui vẻ. Lâu rồi mới live stream tối chủ nhật. Thật là chill. Dìa dìa. Nay vừa đi chụp ảnh cả ngày xong. Xong rồi tối chụp ảnh xong 8 giờ phi hùng hục sang nhà ngoại ăn cơm. Xong rồi đón vợ con về. Tắm rửa ỉa đái, may quá vẫn kịp giờ stream. Nghỉ nghỉ thế đéo nào các bạn. Tôi hứa các bạn là hôm nay tôi làm rồi nên là tôi sẽ làm chứ các bạn. Lâu lắm mà tôi cũng không sở chim chủ nhật. Chim chủ nhật thì được cái là nó sẽ vui hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó không bị áp lực, mà thích làm gì thì làm. Thích thì ngồi nói chuyện, thích thì anh em mình xem YouTube, thích thì lại lựa đi mua sâu. Còn đéo có gì làm thì anh em mình lại ngồi nhìn nhau, ngồi nghe nhạc. Các bạn biết lịch chủ nhật rồi nên là các bạn biết cái tình hình nó như thế rồi, nên là nếu như các bạn thấy chương trình chủ nhật mà nó chán quá thì thôi. Đầu tuần sau chúng ta lại quay lại, có gì đâu. Hợp lý nhờ. Sao? Top 1 trending à? Uầy, tôi lúc nãy vừa mới bật livestream nên thấy mấy ông comment, tôi mới vào kiểm tra chứ. Uầy, top 1 trending thật. Thật là tuyệt. Năm trước thì như không có cái top 1 trending nào. Năm trước cao nhất là được cái top 2 trending của cái vlog hình như là vlog đi Phú Quốc thì phải, nếu như tôi nhớ không nhầm. Còn năm nay thì tự nhiên mới đầu năm, mới tháng 3 tự nhiên được cái top 1 trending. KPI của tôi một năm chỉ mong là được một cái top 1 trending thôi là vui rồi. Thế năm nay được cái thế là được rồi. Thôi, nghỉ thôi các bạn. Năm nay mình sẽ cố gắng làm thật là hời hợt. Tại vì KPI lớn nhất của mình ở bên YouTube mình đã đạt được rồi. Yeah yeah. Với cả năm nay mục tiêu của tôi nữa là cố gắng lên được 7 triệu sub. Từ bây giờ lên 7 triệu sub là còn đâu đấy khoảng 30.000. Nói đùa thế. Từ bây giờ đến 7 triệu sub thì còn đâu đấy khoảng 30.000 sub nữa. 30.000 hay 300.000 đấy nhỉ? 300.000 à? Bây giờ là 6 triệu 7. 6 triệu 7, à 300.000, 300.000 thì lâu phết đấy. 300.000 thì chắc phải, nếu như mà nhanh thì phải từ bây giờ đến cuối năm. Không biết cuối năm có kịp không? Không kịp thì thôi. Kịp thì vui. Kịp thì mọi thứ nó ổn. Ừ, tưởng 30.000. À, một tháng hiện tại kênh tôi lên được khoảng 30.000 sub theo thống kê ở bên YouTube. 30 cho đến 35.000, con số nó dao động loanh quanh như thế. Thì cỡ phải 9-10 tháng đấy. 9-10 tháng thì tôi nghĩ là trước Tết âm lịch được là đẹp, là ok. Sao 1-2 vlog là lên 300.000 nó không? Nó đéo như thế. Vlog hiện tại thì cái đối tượng người xem nó cũng thế, nó cũng không cao hơn được nữa rồi. Nếu như mà các kênh mà làm thuần về vlog thì các bạn thấy là sắp nó cũng rơi vào đâu đấy khoảng 2-3 triệu là cao. Kênh nào cao quá thì được khoảng 4 triệu. 4 triệu thì cái lượng người xem vlog thì nó cũng chỉ đến thế thôi. Chưa kể kênh của mình lại là một cái kênh tạp nham, ra cả game, cả ca nhạc, rồi cả sâu sủng linh tinh, xong rồi ra thêm cả vlog nữa. Nên là cái lượng người nó sẽ không phải là quá 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 cao các bạn. Cái lượng người xem nó chỉ đến mức đấy thôi. Hôm qua sau khi mà kết thúc cái Moirap, ui, thấy mọi người kiểu bị sốc quá mẹ luôn ấy. Tôi đến lúc vừa làm xong chương trình xong, tôi cũng bị kiểu hơi bị bất ngờ với cả cái vote. Nhưng mà dù sao thì tôi thấy khá là nhiều bạn comment kiểu cãi chửi nhau các thứ ở trên group cũng như là trên phần comment của YouTube. Tuy nhiên là nếu như mà đã xác định là vào một cái chương trình rồi thì chúng phải chấp nhận. Không thể lúc ấy có thể bẻ còi được đúng không? Chẳng lẽ bảo các bạn là tại vì thấy bạn này xứng đáng, bạn kia không xứng đáng cho nên là không công nhận kết quả, không thể như thế được. Dù sao kết quả nó cũng đã định xong rồi, thế là các bạn có cãi nhau chửi nhau thì nó cũng chả có vấn đề gì cả, nó chả giải quyết được vấn đề gì nữa. Nhưng mà cái lỗi lớn nhất của tôi ấy, cái này một phần là do tôi. Từ đầu thì tôi để cho mỗi người khán giả chỉ được vote một người mà thôi, có nghĩa là các bạn sẽ chọn ra một người mà các bạn cảm thấy xứng đáng nhất. Tuy nhiên cái lúc mà tôi thấy một người thì nó hơi bị khó quá. Đến khi mà tôi làm thì tôi mới thấy là một người thực sự là một cái lựa chọn kiểu nó bị cân nhắc vài đái và nó sẽ tốn rất nhiều thời gian ấy. Cho nên là tôi quyết định đổi sang mỗi người được vote 3 người.
Tuy nhiên ở trên cái Google biểu mẫu ấy, nó lại đéo cho vote nhiều như thế. Một là vote một người, hai là vote tất cả, thích vote bao nhiêu thì vote. Thế là thành ra lúc ấy tôi lại đổi sang là thôi, cho mọi người vote bao nhiêu thì vote. Còn với ban giám khảo thì khác, tại vì thứ nhất là toàn người quen hết rồi, thứ hai nữa là chỉ có mấy người nhắc nhau cái là xong, mỗi người chỉ vote 3 người thôi nhá, thế là xong. Thế thành ra nó bị cái hệ lụy là cứ mấy ông vào, các ông thích ai thì các ông sẽ vote. Và nhiều khi có một bạn nữ ở trong đấy lại được sự ưu tiên của mọi người, ví dụ như là vote ông này hay này, ông này hay này, bạn này bạn nữ thì ok, vote cho bạn này đi. Thế thành ra là số vote của bạn nữ bị cao vọt lên. Thế thành ra cứ mỗi ông vote thôi, cứ vote người này người kia thôi, xong rồi đệm cho bạn nữ một vote nữa thôi là số vote của bạn ấy đã cao hẳn so với những người khác rồi. Đấy là lỗi của tôi nên là tôi xin phép là tôi nhận. Đúng chưa? Đấy, câu chuyện nó là như thế. Nhưng mà dù sao thì bạn ấy cũng vào vòng trong rồi. Và vòng trong thì tôi sẽ rút nghiệm, ở vòng chung kết thì các bạn chỉ vote được một người mà thôi. Và chúng ta cũng không nên bàn luận hay là cãi chửi nhau về cái vấn đề này nhiều quá, tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của bạn ấy khi mà thi chung kết. Dù sao thì bạn ấy vào rồi, bạn cũng cần phải có một tâm lý thoải mái, cũng cần có thời gian để sắp tới bạn ấy sáng tác và bạn ấy hát sao thật tốt trong đêm chung kết. Thế thôi. Còn nếu như xét về cái khía cạnh làm chương trình ấy, thì đúng ra là như thế nó lại là một điều tốt. Nếu như một chương trình mà nó cứ êm đẹp quá ấy, thì nó sẽ không gây được chú ý và nó cũng không có nhiều tương tác. Đấy là về góc độ làm chương trình thì chia sẻ thật với cả các ông, để các ông có một cái góc nhìn giống như kiểu tôi là người vận hành chương trình chẳng hạn, ví dụ như thế. Mọi người sẽ phải tranh luận với nhau, mọi người sẽ phải kiểu nó hơi drama lên một tí kiểu như thế. Nhưng cái đấy hoàn toàn là tự nhiên nhá, không phải là do mình sắp xếp, đúng không? Tại vì mọi thứ là tôn trọng các bạn mà, các bạn có thời gian để các bạn vote, là tôi show hết tất cả những cái vote này trên màn hình cho các bạn. Kiểu như vậy. Cái đấy là cái mà tôi không muốn, nhưng mà tự nhiên thì nó vấp phải thôi, nên là chia sẻ với các bạn như thế thôi. Thực ra nó cũng phải có tranh luận một tí kiểu như thế. Nhưng mà thôi, nếu như mà mặc dù cái Moirap là chưa xong, nhưng mà nói về 2 ngày tổ chức Moirap thì nó cũng vui, nó cũng nhiều thứ để nói, và quan trọng nhất là nó cũng được cái top 1 trending. Ngon rồi đấy. Hôm qua sau khi mà tổ chức cái Moirap xong thì tôi đi ra ngoài ăn với cả hội thằng Quang với cả thằng MCK. Mấy anh em ngồi ăn xong rồi cũng ngồi nói chuyện. Có bi đen nhé, có bạn điều anh đéo hiểu tại sao anh lại làm Moirap. Thực ra cái ý tưởng Moirap này anh muốn làm từ năm trước mẹ rồi, khi mà anh làm cái giờ voi moi. Thì hồi đấy làm mấy cái cúp rồi, các bạn biết hôm qua tôi cầm mấy cái cúp mà từ năm 2022 ấy. Là từ năm trước có mẹ rồi đấy, tôi định làm rồi. Thì năm nay mới làm. Tôi bảo là anh đéo hiểu tại sao anh lại làm cái này, tại vì anh đéo biết gì về rap cả, anh đéo biết gì về nhạc cả. Nhưng mà tự nhiên anh thấy mọi người thích, mọi người vui, thế là anh làm. Mà anh làm xong anh cũng thấy vui thật. Nhưng mà Long Ngơ nó cũng bảo là kiểu bây giờ cũng ít người đứng ra để tạo sân chơi. Một là chơi thì phải chơi theo kiểu chính thống, bây giờ để mấy cái kênh lớn nó làm, xong rồi nó làm thành kiểu game show lớn hẳn. Chứ mấy cái sân chơi kiểu nhỏ nhỏ như thì không có. Nên là rất là respect anh kiểu đẩy cộng đồng để bọn nó có sân chơi. Nói chung là mình cũng thấy vui. Mình biết đâu thì mỗi năm hợp lý mình lại làm thêm một cái nhỉ. Blackrick lên màn hình được không? Được. Về lý thuyết thì là được. Về lý thuyết thì tôi sẽ để 2/3 cái màn hình bên phải để tôi làm cái pop up cam ở đấy, là nó sẽ có 6 cái cam, nó bị nhỏ đi một tí, nó chồng vào đấy. Và khu vực bên trái tôi sẽ để cho các bạn cái lyric, tại vì bài nào tôi cũng có lyric mà. Nhưng mà làm như thế thì cái cam của thí sinh nó hơi bị bé. Nó được cái nọ nó phải mất kia, nó phải đánh đổi. Còn có một cái phương án nữa là vòng chung kết thì chúng ta chỉ có đâu đấy khoảng 12 thí sinh thôi, đúng không? Thì 12 thí sinh này sau khi mà chọn beat xong rồi, bắn lyric xong rồi, thì bọn tôi sẽ edit sẵn cái video đấy để xong rồi up ngược lên trên YouTube. Để khi mà thí sinh thi người ta không chạy cái bài nhạc mà bọn tôi up sẵn lên nữa, mà chọn cái bài mà bọn tôi vừa mới làm xong ấy, thì trên này nó sẽ có lyric nó chạy sẵn rồi. Beat thì vẫn như thế. Thì cái đấy nó sẽ hợp lý hơn, các bạn theo dõi được. Lyric để làm gì á? Để hiểu với bài hát hơn. Nó ngắn gọn nó là như thế. Thì nói thật chứ mẹ đấm nghe tai thì nghe thì thích đi, nhưng mà nhiều khi có nghe kịp là người ta rap cái đéo gì đâu. Cảm ơn cò nha, cảm ơn bạn nhiều. Các bạn nhìn Phúc Du nhận xét thì chẳng hạn đi, đúng không? Pháo nhận xét chẳng hạn đi.
lúc nào bọn nó cũng nhìn vào lyric đầu tiên để chúng nó xem là cái bài sẽ nói về cái gì, nó sắp xếp bố cục của bài hát như thế nào, nó có hợp lý hay không, và nó có kể được trọn vẹn một câu chuyện hay không, hay là thích nói đéo gì thì nói vào một cái bài hát thì cứ đúng nhạc là được, cứ nảy là được. Không, nó có nhiều yếu tố quá. Thế nên là mời Phúc với cả Pháo về thì tôi thấy là nó hợp lý, nó đúng chuyên môn và nó đúng kiểu nó nhận xét chuẩn. Nhưng mà bị một cái là Pháo với Phúc thì an toàn quá. Các bạn xem thì các bạn sẽ để ý là nó an toàn thật. Không chê nhiều, hay khen hay động viên. Thế thành ra tự nhiên tối ngày hôm qua khi mà làm bảng B, khi mà trước giờ diễn rồi thì thằng Quang nó nhắn tin cho tôi bảo anh ơi MCK sang nhà em chơi, em bớ mẹ làm ban giám khảo luôn. Được, bảo được. Nên tự nhiên MCK nó lại thành một vai phản diện hợp lý. Phải có những người phản diện như thế nữa thì nó mới hay. Mà phản diện là phản diện hẳn luôn chứ đéo phải phản diện kiểu diễn đúng không? Ừ, thế là thành ra chương trình nó lại vui. Đấy là những cái yếu tố mà tôi nghĩ là thành công cho cái Moirap được vừa rồi. Cảm ơn cò nhé các bạn nhiều. Nhưng mà nó vui mà, ngồi xem lại buồn cười vậy thôi. Dự kiến thì khoảng giữa tháng 4 đi. Tôi bây giờ sẽ tuần sau là anh em mình bắt đầu hồi sinh này. Sau khi mà hồi sinh xong rồi thì chúng ta chọn ra hoàn thiện là 12 thí sinh này. Sau 12 thí sinh thì bắt đầu là tung beat. Tung ra đâu đấy khoảng 8 con beat để cho các bạn chọn. Và bắt đầu sáng tác trong khoảng 15 ngày. Thì tôi đang muốn làm vào ngày 20 tháng 4. 4/20 mà làm rap thì nó là thiên thời địa lợi mẹ luôn. Nhưng mà 4/20 là một ngày quốc tế gì đó của anh em underground, mà thường thường ở trong những ngày hôm đấy thì anh em hay sủi mất tăm, hay biến mất, hoặc là hay đi chơi với cả nhau. Chính tôi ngày hôm đấy tôi cũng hay đi chơi, hiểu không? Ừ. Cho nên là tôi nghĩ là tất cả mọi người sẽ bận. Nên là tôi đang tính là né sang vào một cái ngày nào đấy nó sẽ hợp lý hơn. Hôm trước thì vừa tâm sự với các bạn về cái câu chuyện tôi mất cái avatar xong. Thì thực ra là khi mà có cái câu chuyện gì nó khó chịu trong cuộc sống của tôi thì tôi hay kể lại cho các bạn với cái góc nhìn nó vui vẻ hơn một tí. Để các bạn cảm thấy là dù có chuyện gì xảy ra thì mình vẫn luôn tích cực. Đến bản thân tôi khi mà tôi kể lại cho các bạn những cái câu chuyện đấy, bản thân tôi cũng cảm thấy tích cực và nó vui hơn rất là nhiều so với cái việc mà tôi cứ ngồi tôi bị khó chịu. Tôi bị kiểu nó bị cay ấy, mà đéo làm gì được ấy. Tuy nhiên đéo phải là ai nghe câu chuyện đấy xong cũng cảm thấy đồng cảm. Mà nhiều thằng trẻ trâu tôi nghĩ là nó cảm thấy làm như thế là nó vui. Tôi nghĩ là như thế. Nên là sáng ngày hôm nay khi mà tôi ngủ dậy thì tôi mất thêm một cái ảnh nữa. Vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng về bạo lực, về ảnh khỏa thân và về cái đéo gì đấy. Các bạn biết cái ảnh gì không? Ảnh gia đình tôi chụp hôm trước Tết ấy. Ảnh mới nhất trên Facebook của tôi. Bây giờ các bạn lên cái các bạn thấy mất mẹ rồi đấy, còn đéo nữa. Và Facebook tôi bị khóa 3 ngày. Thế mà với người ta có lẽ cái ảnh đấy là bình thường. Nhưng mà với tôi thì các bạn để ý thì mấy năm nay Tết nào tôi cũng sẽ chụp một cái ảnh. Đấy là thói quen của tôi. Hoặc là vào sinh nhật của con tôi, hoặc là sinh nhật của tôi, hoặc là sinh nhật của vợ tôi. Những người tôi coi là quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi. Thì tôi sẽ chụp lại để tôi xem là mọi thứ nó sẽ thay đổi như thế nào. Đúng là nó hết vui đấy các bạn. Nó hết vui mà. Nó không vui một tí nào nữa. Bình thường chủ nhật thì tôi hay đăng một cái ảnh lên là, mặc dù các bạn biết mẹ lịch rồi, chủ nhật thì năm đéo là chả thế, lúc đéo là chả thế. Cứ 11 giờ tôi stream bên Nemo chứ tôi không stream bên YouTube nữa. Nhưng mà tuần này đéo đăng. Tại Facebook tôi bị khóa rồi. Mà thôi, hôm nay thực ra ngày hôm nay khá là khó chịu, tại vì hôm nay tôi hơi nhiều việc, tôi dậy phát là tôi phải mẹ đánh răng rửa mặt thật nhanh, xong rồi tôi phải gội đầu cái, xong rồi phải tắm qua một cái, sau đấy là thay quần áo, xong rồi chạy sang đi chụp ảnh. Mà sáng đọc cái quả tin kiểu thấy bị khó chịu ấy. Nên là tôi muốn tâm lý, tâm trạng mình phải vui khi mà làm việc, nhưng mà tôi đéo vui nổi. Nếu như nó là một cái ảnh bình thường thì đéo sao, nhưng đấy là ảnh gia đình kiểu cảm giác nó bị khó chịu ấy. Bực vãi cả đái ra. Nhưng mà thôi, tôi nghĩ một cách tích cực ấy. Thì dù sao tôi cũng là người ít dùng Facebook. Và Facebook của tôi thỉnh thoảng chỉ để chat chít với cả bạn bè. Và quan trọng là tôi theo dõi cuộc sống của những người xung quanh gia đình tôi, xem là nó có ổn hay không.
thỉnh thoảng tôi lướt lướt. Và thỉnh thoảng thì tôi dùng để đọc báo. Tại vì tôi thấy chả có cái đéo gì tiếp cận thông tin nhanh bằng Facebook cả. Cứ bật lên một cái thì có cái tin đéo gì ở trên mạng đang hot bây giờ, drama gì tôi nắm được hết, chứ tôi đéo cần phải đọc cái tờ báo nào cả. Tôi cũng đéo post ảnh bao giờ, thỉnh thoảng thì có việc gì đấy tôi mới post. Nên là thôi, nghĩ một cách tích cực ấy, thì còn khá nhiều ảnh ấy. Chúng có thích làm gì thì làm, đéo chống được các bạn. Một phần là do cái Facebook nó ngu. Facebook nó ngu thì ngu thật. Đéo nói làm gì, cảm ơn Trường Giang nha các bạn nhiều. Nhưng mà một phần nữa nó vẫn là do kiểu văn hóa dùng mạng quá kem. Chịu. Cái đây khoảng gần một năm, khi mà cái group bộ tộc Missy Gaming bị ăn hai gậy vàng khè, có nghĩa là một gậy nữa thôi là bay, thì lúc ấy tôi có gặp một anh sếp ở bên Gapo. Anh đấy thì trước đấy tôi có quen rồi nhưng mà chưa gặp nhau bao giờ. Thì hôm đấy có hẹn đi uống cà phê, thì tại vì tôi cũng có chia sẻ qua là tôi muốn làm một cái mạng xã hội, thì anh ấy cũng ủng hộ và hai anh em có đi ngồi uống cà phê với nhau. Nhưng mà để vận hành lên một cái mạng xã hội thì ôi dồi ôi chi phí, ôi dồi ôi công việc. Nên là thôi, tôi không phải mạng xã hội không sống được, tôi không làm cái đấy vì tiền các bạn. Cái vấn đề là tôi không phải làm để nó ra lợi nhuận hay là nó ra tiền, hay là nó là cái công việc của tôi, mà tôi chỉ muốn làm cái mạng xã hội cho bộ tộc Missy Gaming mà thôi. Nghĩa là tôi làm gì tôi làm ở trên đấy thôi, chứ tôi không muốn là kiểu nó mở rộng ra xong sẽ có thật là nhiều người dùng hay là cái đéo gì đấy. Không, đấy không phải là mục đích của tôi các bạn ạ. Và người ta còn back up được cả cái group bộ tộc Missy Gaming sang bên đấy luôn. Đấy là những thứ mà tôi cần. Tuy nhiên về chi phí thì nó vượt quá những cái gì mà tôi tưởng tượng. Nó cần quá nhiều tiền, nó cần quá nhiều người để vận hành, quá nhiều nhân viên và quá nhiều thứ mà tôi chưa biết đến. Đau đầu vãi đái. Thế nên là nếu như mà tôi làm cái đấy, không bàn về vấn đề chi phí tại vì đéo đủ tiền rồi, mà nếu làm thêm cái đấy thì nó thêm một đống việc và tôi đéo thể tập trung vào vui vẻ để tôi có thể làm cái nghề mà tôi đang yêu thích này nữa. Nên là không, tôi quyết định là tôi đéo làm nữa. Cảm ơn Điệp nhé, cảm ơn em nhiều. Thank you em. Để bây giờ tôi mới nhận ra, chính ra cái Discord nó cũng là một cộng đồng mạng xã hội vãi đái không ạ. Mà bọn Discord nó đánh giá rất cao cộng đồng bộ tộc Missy Gaming của anh em mình nha các bạn. Các bạn thử để ý xem, lúc đéo nào cũng có những phòng đang hoạt động, những phòng live stream, những phòng chơi chung, đông vãi đái. Nên là đợt vừa rồi tôi vừa giao lại việc cho mấy bạn mod ở bên Discord ấy, cố gắng phát triển cho nó tốt vào, add thêm mấy cái plugin nó ngon ngon một tí. Và nếu như mà các bạn không biết ấy, ở trên Discord bộ tộc Missy Gaming đợt vừa rồi tôi vừa trích một ít tiền lương ra để làm giải đấy. Một tháng sẽ có một cái giải cờ để phát triển kiểu duy trì cộng đồng thôi, cho các bạn có sân chơi với nhau thôi, không live stream, không nhắc gì cả, các bạn thoải mái mà chơi. Và tiền giải thì nó được đâu đấy khoảng 1-2 triệu. Ừ, không biết ở đây có bạn nào tham gia hay không, nhưng mà đợt vừa rồi tôi vừa làm một cái đầu tiên và thấy bảo là vui phết, các bạn đánh ok. Thì sắp tới tôi sẽ phát triển thêm nhiều giải nữa. Toàn giải kiểu A làng vui vui thôi các bạn, nhưng mà nó là cái không khí để các bạn tham gia thi đấu. Hay lắm. Có mà, các bạn không theo dõi thôi. Cờ TFT, cờ Liên minh Huyền Thoại. Xong rồi sang tháng tôi làm thêm mấy cái giải Liên quân này. Làm thêm mấy cái giải cụt bẹ mày đi FIFA cái đeo gì, không phải tập mẹ. Mày tin anh, anh em mình vô địch con mẹ rồi. Phải tự tin vào bản thân nhá. Em biết tập nhiều nó sẽ bị gì không? Nó giống như kiểu là em đi tập tạ ấy. Em đéo tập tạ, em đều biết em toàn ra phòng gym em ngồi mẹ. Em toàn dùng wifi. Tập tạ, tập nhiều quá. Có một cái dấu hiệu mà dân gym ai cũng biết. Đấy là bị chai cơ. Chai cơ là như nào? Là khi các bạn tập một động tác nhiều quá, cơ nó đéo thể to lên được nữa. Nó cứ như thế. Đá bóng, đá FIFA nó cũng thế. Trình độ có rồi, phản xạ có rồi, kỹ năng có rồi, đẻ ra đã là một thiên tài FIFA Live 4 rồi, mà lại còn kết hợp được với nhau. Có bao giờ có hai thằng thiên tài tự nhiên lại gặp nhau trong cuộc sống này và đá cặp với nhau trong cái giải mùng 1 tháng 4 sắp tới không? Thì tập làm cái đéo gì nữa. Tập nhiều nó bị chai tay.
nó bị hỏng tay đi đấy. Mày tin anh, đéo cần phải tập nhá. Một tuần thì vào đá với nhau một buổi để đỡ quên mặt nhau, đỡ quên bài nhau là được rồi. Tập nhiều quán cứt đấy. Cảm ơn bồ nha. Ôi giời, thôi nhậu nhạt cái đéo gì. Mẹ nãy tao sang nhà ngoại, tao vừa làm hai lon bia xong choánh với đài thế. Qua gặp ông anh cọc trèo, lâu lắm không gặp nhau, bắt tay nhau cái mẹ. Vừa mới ngồi xuống đá được quát cơm, lại thấy hai lon bia trước mặt rồi. À thôi lâu lắm mới gặp, đéo gặp nhau, anh em làm lon bia. Ừ thế thì mẹ làm lon xong, ông anh bảo mẹ lon này hơi bé em nhở. Thế là lại làm thêm lon nữa, mỗi thằng hai lon. Về mẹ nguếch cả mồm lên, vợ phải lái xe cho. Cảm ơn Toàn nhá. Nimo Gala anh có vest mới chưa? À theo lịch thì thứ tư tuần sau tôi mới đi may. Thực ra đéo phải đi may mà đi đo thử xem chỗ đấy như thế nào. Thứ tư tuần sau tôi mới bắt đầu đi. Chắc không muộn đâu. Nó rơi ở đâu đấy khoảng 24-25. 24-25 thì chắc là may mất khoảng 10 ngày thì vẫn kịp đi Nimo Gala. Mọi năm thì tôi thuê đấy. Nhưng mà năm trước thuê thấy cái bộ nó đéo hưng một tí nào, nên là thôi năm nay đi may mẹ đi. Đằng nào sắp tới cũng chụp ảnh team rồi các thứ rồi. Ờ, làm vòng sự kiện đi. Nói chuyện nửa tiếng là cũng mỏi mồm rồi đấy. Được. Làm vòng sự kiện đi, xong rồi chơi game khác nhá. À thế thì hôm nay có đi làm tí Nimo Show không nhỉ? Lâu lắm không đi Nimo Show rồi nhỉ? Hay là thôi mẹ mà bỏ FIFA khác một bên, anh em đi Nimo Show chơi nhỉ? Lào sẽ còn bao nhiêu tiền Lào? Chết mẹ, đéo có ai quen quen ở đây, bấm vào check tiền cái nhỉ. À đây, có kênh anh Độ Misi này quen này. Ui, 400 kim cương ạ. Lạt. Lạt 100 đô. 10.000 kim cương. Ố rẻ. Ôi nhưng mà số đang đẹp, mình có nên nạp không ta? Ừ, phí quá. F5. Úi, mẹ, hệ thống nạp kim cương của Nimo tốc độ thực sự. Nếu như cái nền tảng này mà nó cũng mượt như kiểu là mình nạp tiền, thì thực sự ở đây cũng là một trong những cái nền tảng vương tầm thế giới đấy các bạn ạ. Đánh thủng châu lục ấy. Libo sâu đúng không? Ô kìa, sao có em gái nào mẹ lạ hoắc tên là Hana cưỡi ngựa này vào đéo thấy gì. Ui thôi 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 thôi, anh thích nhìn người thật thôi. Ô em trông quen này. Ô em này ở Hàn Quốc đúng không nhỉ? Hàn Quốc đúng không? Đúng mẹ rồi. Phải bạn hôm trước không ta? Ừ. Phải không? Đúng không? Đúng à? Uầy, hôm nay ngồi nhà rồi, xin bài hát xem nào. Ừ, tôi cũng thấy click anh Độ đi qua. À thế à? Ừ. Mỗi khi em buồn, hãy cứ khóc anh em mà. Người anh yêu, chẳng yêu đuổi thế này đâu. Hôm nay không có mì tôm xúc xích nên là nghe hát hơi đuối sao? Nay thì em có ăn mì tôm 3 xúc xích nữa không? Ăn mì tôm của anh xong em bị đuổi việc á. Ờ. Ô đi nhá. Ờ. Sao lại bị đuổi việc? Đang thư là anh. Giọng đứng mắt để dỗ dành. Là điều duy nhất mà em sẽ có quyền làm. Đúng không? Chắc nói đùa, đéo đến mức đấy. Ừ để tôi hỏi cho. Đợi đi. Em không yêu ai khác hơn ngoài anh. Dù cho quá khứ hay hiện tại.
gia vị người Việt thế? Tại vì em đi làm nhưng mà ngồi live stream ăn lâu quá. Ô, Mão bị đuổi thật à? Ngồi live stream ăn lâu quá anh. Thế là chủ nó check camera rồi sau bắt đầu nó bảo là thế sao bữa nào ta cũng thấy mày ngồi đấy thế. Có vẻ là thật đấy. Nhưng mà đéo phải lỗi của tôi. Hôm nay là lỗi của mấy ông FA. Không. Mấy ông cứ bảo tôi mẹ mua xúc xích đi, mua trứng cho bạn đấy đi. Thế là hôm nay tôi mua hai cái xúc xích thì bạn lại bảo là mua hai tặng một thì bạn đớp ba cái xúc xích thì lại chẳng ngồi lâu. Người lại nói anh độ như thế. À, tặng cái xúc xích thì ông đi nghe nhạc vậy. Quá buồn. Tại sao như thế nhở? Bên đấy nhưng mà mình chúc bạn sớm tìm được việc mới. Có vô duyên không nhỉ? Thôi cứ tặng bạn hai cỏ đi. Thì tại anh còn bảo mua cho 6 cái xúc xích chứ phải 3 cái xúc xích đâu ấy. Người ăn 6 cái xúc xích đến bao giờ? Thôi tặng cái đĩa tôm. Này anh tặng 9 đĩa tôm. Hello, hello anh Khởi. Em đớp không? Em ăn lấy sức. Nhẹ. Đâu rồi, đĩa tôm đâu rồi, đây rồi. Anh tặng 9 đĩa tôm. Em lấy sức khỏe. Ok. Ôi. Ôi anh đổ dầu thế. Coi như là một phần lỗi của tôi, hiểu không? Tại tôi mà bạn ấy bị đuổi việc. Nhưng mà cũng là một phần lỗi là của mấy ông F3. Nhưng mà thực sự là anh em mình cũng đéo nghĩ hậu quả nó lại kinh khủng đến mức này. Hối hận thực sự. Mọi người mới vô. Dù sao cũng là idol hát á. Mọi người có muốn nghe bài hát nào không? Anh Độ muốn nghe nhạc vui, nhạc buồn. Em hát tặng anh một bài. Có bài nào cảm về mẹ? Quân. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều. Hối hận trong anh à? À. Không, bài đấy chắc bạn này trông giọng bạn này có vẻ là không hát được bài đấy. Tôm này chín con như thế này thì thừa sức hát được. À ha ha. Ua. Mà có ông lại còn có cả đàn luôn này. Nó nhảy nhanh quá không nhìn thấy comment luôn á. Nhạc Hàn à? À ừ nhỉ. Được, ok, bảo bạn ấy hát bài nhạc Hàn nhé. Em làm bài không có gì đâu. Nhạc Hàn kiểu cho nó này được không? Này là chuyện bình thường ấy. Kiểu mình đi làm thì các bạn nó là làm đêm ấy. Nên là đến kỳ đi học thì mình cũng vẫn phải thay thôi chứ có gì đâu. Trời ơi, ông nào nói anh độ tệ đấy. Nếu lần sau anh không cho tôi. Uầy, thế là đéo phải đùa đâu, bị đuổi việc thật đấy. Thàn cho nó lại được không? Được. Nhạc này chắc là khá là mọi người quy. Bao xỉ là bài đéo gì? Thôi em hát hai bài là em sẽ hát bài cho nghe. We Were In Love của Tiara. Bài đéo gì cơ? Cu 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 anh đớp của Tiara là bài gì? À bài tôi biết. Biết. Bài lâu lắm rồi. Ui, kênh này được nhận chứng ạ. Fuck, nhận luôn. Tuyệt vời. Cảm ơn Nguyên Nguyên nhé.
Cảm ơn dân chơi Ivan nhé. Đoạn này, cảm ơn anh. Đoạn này như là phải có cái đoạn gì đọc rap hay sao ấy nhỉ? Cảm ơn Khánh. Mẹ có ông comment là ngày mai bị đuổi mẹ luôn khỏi phòng trọ này. Thề ác thực sự luôn đấy. Em cảm ơn mọi người, cảm ơn gia đình FA. Cảm ơn em. Ui, gia đình FA luôn ạ, vãi cả cứt. Đỉnh đấy. Chúc em tuần mới thật nổ bùm. Cảm ơn anh ơi. À, tuần mẹ chưa xong ạ, tí thì quê. Hana Buza. Quà của anh Tuấn 2K6 donate 61.000 kim cương. Holy fuck. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh E-Doc. Em vẫn không đọc được tên. Cảm ơn anh. Em cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn gia đình FA. Ô em Hà. Nghe Hải Ly hát gì đi. Ừ, nghe Hải Ly hát bài đi. Em có cái mic to thế. Là anh. Cái gì ủa, nữa anh vào à? Ở đấy là thấy thằng Missy này. Hello anh, hello mọi người nha anh. Trời. Ôi là trời, vào mà không đọc được luôn á. Vào mà không đọc được gì luôn á. Hello mọi người, hello anh Độ. Bạn Hải Ly này. Anh muốn nghe bài gì không? Hay em tự hát? Nghe hơi rè nhỉ. Anh nghe bài gì không? Em tự hát này. Cho anh bài. Bài gì hay nhỉ? Bài gì mới đi mẹ cứ tàu anh qua núi suốt. Mọi người có muốn nghe bài này không? Nhưng mà không. Bài này là bài hiện giờ là nhà em đang hay hát. À. Hiện giờ. À. Còn không biết là anh Độ nghe bài này chưa? Bài đéo gì anh chẳng nghe rồi, thề mẹ. Với mọi người nghe bài này chưa? Chắc là mọi người nghe rồi đấy. Thực ra tôi hơi già thôi, nhưng mà nhạc trẻ, nhạc đéo thì tôi cũng thuộc nhá. Mà tôi đã hát, đã thuộc cái hát còn lại còn hay nữa cơ. Tàu anh qua núi nữa. Không, bài này cũng hay lắm. Chiếc lăng chiêng trạ thượng hạ Tây Đông. Thị màu, thị màu, thị màu. Tích là màu thị từ tình
ngoại mã nguyệt có mười giờ trẻ gái trai gia đình mã khóa mỹ à. Tự xưng anh là thị hầu đi là con gái phú hồng tuổi em chứ còn bé lắm chưa đến trăng rằm ở này chị em ơi lấy từ đám mai mười lăm ai muốn đi ăn hoàn thì lên chùa vái. Tôi chưa thuộc bài này, yên tâm. Bài này mới quá. Tôi gõ thử xem là có biết chuẩn hay chưa thôi, để tôi còn học. Anh thuộc anh mẹ. Chiêng trà thượng hạ tây đông, con gái phú ông tên là Mầu Thị, tư tình ngoại ý, mẹ mà che cũ mất đi rồi, mời gà trẻ gái trai gia đình mà ăn khoán ý à. Tự xưng em là Thị Mầu, ý à con gái phú ông. Hợp. Sắp tới tôi sẽ luyện bài này, sắp tới các ông sẽ được nghe bản cover bùng nổ con mẹ luôn. Bây giờ mà tự nhiên ký á, bây giờ cái gì ta? Uầy, hợp bông, hợp vãi cứt ra. Mình đổi sang rap được không mọi người? Uầy, đọc thơ được không? Chơi một bài, bài rap mà. Đi em. Luôn luôn là mình có những cái bài mà kiểu hay 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 đọc thơ á. Luôn luôn có. Hợp thế còn đéo với nữa. Ừ. Chơi một bài rap đi em à. Không, nhưng mà em đọc thơ nha. Xin lỗi anh, nhưng mà em đọc thơ. Em không phải là rap mà em đọc thơ nha. Ok anh. Chúng ta đổi kiểu hát gọi là từ mà gọi là chầu văn sang đến rap luôn rồi. Đôi mắt à? Âu gì à? Sau tất cả em chọn cách không nhìn anh nữa, và anh tự hỏi rằng điều đó có phần nào giúp cho em cảm thấy được an năng. Đừng bắt anh phải đưa tay lên và nói với em là thôi nào. Câu yêu thương chỉ đủ đôi mắt làm ơn đừng đưa đôi môi vào. Tâm hồn này đẹp như một thú Paris, nhưng mà điều em cần là một chàng trai để em chiếm Ducati. Em hợp với nó, điều này anh không phủ nhận. Em hợp với thế giới đôi mắt như ta cho nhau là thủ thuật. Anh thì hợp với âm nhạc, yêu âm nhạc là đủ bận, và đó cũng là lý do anh hay ngủ gật vào ngày chủ nhật. Em à, anh cũng không cần gì to tát, đôi mắt dành cho em, có tim dành cho rap. Nhưng mỗi khi buồn em có lòng anh chuyên đôi mi, thì tôi muốn nói điều em cần làm bây giờ là quên tôi đi. Được nhỉ?
hồi sinh này. Em mong đôi mắt u sầu trường còn là tương lai, vỗ ưu đường này lịch sẽ ta có tin ta ra làm hại. Khi ta quay lưng chỉ còn phố rồi nhưng anh đèn xe qua. Khi ta mang âm nhạc qua những cơn ta nhớ nghe ta. Một khi là ta đã thích thì hôm nay ta đi thì thôi. Có thể là ta không biết nhưng chết cho ta là city boy. I never try to hold you down but they like come and show you now. Và dù vài lần thì mình đang chỉ yêu thiệt thôi. Anh khi đôi mắt ta trao nhau vẫn luôn là được tuyệt vời. Chẳng tâm anh không muốn em buồn, chẳng tâm anh không muốn em sầu. Anh chưa muốn được rap để khi nào tài con. Và để rồi hôm nay giờ tay trả sai con. Baby I just don't wanna see what you have done to me. That's why I couldn't smile. Baby I just don't wanna see what you have done to me. That's why I couldn't smile. Ba đi ạ. Cảm ơn anh Đồ, cảm ơn mọi từ người từ nha. Tao bấm nhầm thề. Rất đây. Nhiều. Ba đĩa nha. Ok nha. Em được cái em không biết rap nhưng mà em biết đọc thư. Nói chung là đọc thư thì em làm được. Đỉnh đấy. Đọc thư em làm được. Với cả em cũng biết nhiều nghe khinh khỉnh quá. Nhạc ấy. Ôi hay quá. Cái thì sang cái kia được ấy. Được cái là mình biết. Chúc em tuần mới vui vẻ. Anh Độ rap bài này thì top 1 trên định. À vậy hả? Ôi hay quá. Anh nghe Độ làm bài đi anh Độ. tí nữa bật xong cái đi về lại giống hôm trước nghe quá. Gì ta? Nghe Tàu Anh Con Núi xong rồi hát luôn. Mà nó là một phút sai lầm em ạ. Thì anh đéo hiểu tại sao lúc anh lại hát bài đấy nữa luôn. Bây giờ mình vừa nãy là mình có kiểu dạng trèo tùm lum rồi đó. Xong rồi cái đến đọc thơ rap đồ rồi. Cái bây giờ cái mình sang đến đường đang mở tát thị màu. Ồ vậy hả? Đừng côi là bài của ai vậy? Đừng côi là bài của ai? Ăn tôm anh tặng nghe đi. Nghe bài gì khác đâu. Đấy, mẹ nó nói câu đấy làm sao mình bỏ đi được nhỉ? Thề. Ở không phải chúng ta lại... À, không biết mọi người có nghe bài này bao giờ chưa? Nhưng mà nhà em cũng rất thích bài này. Ừ. Nhưng mà nó lại không phải nhạc trẻ. Bài gì? Bài Mạnh Quỳnh nhá. Là bài nào? Milo hay Pino? Rồi khoan. Bài gì ta? Bài Phan Mạnh Quỳnh. Bài gì đây? Ôi, tôi nghe nốt bài Phan Mạnh Quỳnh đi xong chuyện. Có nhiều bài lắm. Ê mọi người nghe bài Nước Ngoài thì cũng hay mà. Bài Nước Ngoài của anh Phan Mạnh Quỳnh. Uầy, bài tôi lại hát hay vãi cứt luôn thề. Bài hay vãi. Rồi, nghe nốt. Nghe nốt bài này đi. Hay vãi mà. Mẹ ơi, con mới xong việc. Bao lâu con chưa gọi về nhà ta thế nào. Uầy, đúng mẹ luôn, tôi còn thuộc mẹ luôn cơ mà. Từ từ mọi người comment nhanh quá. Đúng không? Từ khoan, sao mà nhiều comment quá, đọc không kịp. Hay. Bài son đi ạ, à, giọng chị Hờ. Ok, mẹ đang nghe bài này, đậu ruột mà ông FA này. Thôi cứ hát một bài của anh Phan Mạnh Quỳnh trước nhá. Ủa, hát đi, cảm ơn Uyên nhá. Ủa? Người yêu cũ nữa. Là rốt cuộc là muốn nghe bài nào ạ? Đi mẹ bực. Nước thế nhở? Ok, nước ngoài nhá. Ok, đỡ mất 20 kim cương. Mẹ ơi, con mới xong việc. Đã lâu con chưa gọi về. Nhà ta thế nào, cha có đỡ đâu muốn không. Mùa đông đã sang rồi. Mẹ nhóm thân ấm cha ngồi. Để với gió rét bên trời. Mẹ bên đây tuyết rơi nhiều. Lê chân về sau cả chiều. Ở nơi xứ người cùng mây sống chung mấy anh em. Chỉ lúc trắng yên bình bạn con nó khóc một mình. Là mãi cũng nhớ gia đình.
Đéo nghe bài này hay thế nhỉ. Con đi kiếm đồng tiền cho thôi ngày sau bận tiện, nên xin mẹ chớ buồn phiền. Uầy, có luôn ạ. Kiểu không bị cao quá, không bị thấp quá, háo hức được hát quá, đợi hát xong rồi dễ dễ hát được, hát được. Chưa thương em đến vậy đâu. Ơ kìa. Hay quá em ơi, chứ em cảm ơn, em cảm ơn anh Độ, cảm ơn gia đình anh Độ rất nhiều. Gia đình FA nhá, lần sau gọi tên gia đình người ta là phải chuẩn. Uầy, tôi chưa bao giờ tôi hát bài này luôn, mặc dù tôi nghe bài này rất nhiều rồi. Hôm nay các bạn là những người may mắn được nghe tôi hát bài này, một ca khúc mà tôi nghĩ là tôi thể hiện sẽ rất thành công luôn. Nhưng mà các bạn phải không được cười, hiểu không? Các bạn phải ngồi im nhắm mắt vào nghe và tận hưởng. Tận hưởng bài hát nhá. Nhưng mà tại vì bài này nó cũng hơi dài nên là tôi đéo biết tôi hát được không. Tôi hát thử một đoạn nhá, hát thử nhá. Rồi ok, rồi ok, tôi biết là các bạn thích nghe mà. Rồi đợi tôi tí. Hát nghiêm túc nhá. Mẹ ơi. Tôi xin lỗi các bạn, vào hơi phô. Vào lại. Nghiêm túc rồi. Mẹ ơi, con mới xong việc, đã lâu con chưa gọi về. Nhà ta thế nào, cha có đỡ đau ốm hơn không? Mùa đông đã sang rồi, mẹ nhóm tham ấm cha ngồi, để vơi gió rét bên trời. Mẹ bên đây tuyết rơi nhiều, lê chân về sau cả triệu đi. Mẹ sao buồn cười thế nhở, thế cay vãi cả đài. Cú thế nhở, sao đéo tập trung hát được nhở. Không phải đọc, từ từ đã, mẹ nghiêm túc xem nào. Lần cuối, xin lỗi các bạn. Để tôi nghiêm túc đi, mẹ tôi đéo đọc chat này, tôi tắt con mẹ chat đi này. Mẹ ơi, con mới xong việc, đã lâu con chưa gọi về. Nhà ta thế nào, cha đã cỡ đau ốm hơn chưa? Mùa đông đã sang rồi, mẹ nhóm than ấm cha ngồi, để vơi gió rét bên trời. Mẹ bên đây tuyết rơi nhiều, lê chân về sau cả chiều. Ở nơi xứ người cũng may sống chung với mấy anh em, chỉ lúc trắng yên bình, bạn con nó khóc một mình,
làm ai cũng nhớ gia đình. Ngày chưa biết quê ta nghèo, chỉ mơ bước đi muôn nẻo, thà đôi cánh bay xa hoài, ô ô nước ngoài. Giờ con đã ở nơi này, cuộc sống khác xa qua vậy, chỉ mong bớt lo tương lai. Vì con đi kiếm đồng tiền, cho thôi ngày sau bần tiện, để xin mẹ chớ buồn phiền. Uầy, nhịp mạng bắt đầu vào nhịp rồi đấy. Ừ, vào vãi cứt rồi đấy. Xúc động ôi, xúc động vãi cứt luôn. Thề, nhưng mà đừng khóc nhá, đừng khóc. Hứa với tôi là đừng khóc. Mạnh mẽ lên các bạn. Đau ấy, đau ấy. Ngày hôm qua ai nhắn gửi, cô bên nhà lấy chồng rồi, người ta nói đợi nên khi biết con thấy chơi vơi. Tuổi xuân có mây hồi, tha phương nổi trôi dòng đời, nên con nào dám nặng lời. Vì khi biết quê ta nghèo, dù nhau bước đi muôn nẻo, tìm nơi đất khách mong làm giàu, mai sau ngẩng đầu. Mà đâu biết trong đêm dài, người không muốn ta ở lại, chạy trong giá băng mệt nhoài, tâm tư hoang mang. Dù nghe lắm nỗi bi hài, người ta vẫn đi nước ngoài, rời xa bữa cơm ở nhà, qua nơi khác lạ. Và trong lớp thanh niên làng, người may mắn đi vững vàng, còn ai chắc tay quay về. Mẹ sao chậm thế nhở? Mẹ nghe không tiếng ồn ào, anh em họ gửi lời chào. Mẹ chớ nghĩ ngợi, bên này chúng con mến thương nhau. Một mai nắng xanh trời, rời nơi nương náu một thời, về trong đôi mắt rạng ngời, rạng ngời. Trời mẹ, cảm xúc vậy đã nhấn nhá như thế, giọng rung như thế, làm sao không cướp mất nước mắt của em ba được. Mà Long Tín nữa. Sao lại em khó thở? Em đừng khóc, anh đã bảo rồi, hứa với anh rồi, khi anh hát em đừng khóc. Anh ít khi thể hiện những cái bài tâm trạng như này lắm, tại vì anh biết là khi anh cất tiếng hát lên kiểu đéo thì các bạn cũng khóc, giấu nước mắt vào đi các bạn. Mẹ buốt biết mẹ buồn thêm, mai tôi gửi bài này cho mẹ Lý, kiểu gì mẹ tôi cũng khóc hết nước mắt nhá. Cảm ơn Tôm nhá. Nào đi tiếp đi. Oh, em xin. Lâu lắm không gặp em xin. Mày hát nhạc gì đây? Hi. Bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường. Bài hát ấy. Nào, nghĩ một bài hát đi các bạn. Bộ bài hát thần đầu bùm nào. Bài hát ấy con nghe hôm nay là điều tuyệt vời thiêng liêng của ca dân tộc. Cùng người ngân vang câu ca nước non Việt Nam ta vững bền. Việt Nam ta. Anh khạc em khạc. Anh đổ dầu. Hello anh đổ. Ừ. Yêu anh đổ. Trời má. Trời. Lại nữa. Xin luôn. Đổ đi. Xin luôn á. Ừ. Này, bài gì nhỉ? Hello mọi người. Thu ơi, cuối đi. Ừ. Em ơi. Điệu Việt Nam. Em biết bài thu hello cuối cùng không? Thu cuối không? Ừ, thu cuối không? Lâu ngày em đổ đi dạo kiểu fan đỉnh này. Cảm ơn mọi người. Trời ơi, follow em quá trời luôn. Thu cuối, thu cuối. Em biết bài thu cuối không? Biết chứ. Ồ trời mẹ luôn. Thu cuối của gì ta? Của anh Zandy và anh Mr. Tờ. Anh Zandy và anh Mr. Tờ. Ừ, bài hay ạ. Hay ạ. Đang order thu cuối cứ khạc khạc cái đéo thì thể bực vãi cứt ạ. Để nghe xem nào. Cảm ơn người rất nhiều, cảm ơn người. I love you. Chắc nó là bài thu cuối là bài của thu cuối là của bài thu cuối Zandy với thằng Bình Bông đúng không?
Em quên okay. Mẹ à, anh Mr. Tờ rồi. Có lẽ nào à? Ui, bài đấy tôi hát cũng hay vãi cứt đấy, bài thu cuối ấy. Ui mẹ, ngày xưa tôi yêu vợ tôi, suốt ngày vợ chồng tôi hát bài đấy. Em chơi con beat này chắc là lắm chứ anh Đỗ nha. Chắc anh Đỗ chưa nghe con beat này đâu. Chưa nghe luôn, mới tình mẹ luôn. Cho bao nhiêu thương em bay xa. Hơn năm mấy khi thu đã đậu qua. Đặt thương ngọt ngào. Giờ nhàng đắng cay viên. Em mang mang bên làng gió vương trên mi ai là giúp con phố nhỏ nhẹ nhàng đâu đây mùa hoa giữa đâu nghe xung quanh em thanh vang lên sao thân quen cho bao nhiêu ngu ngơ vu vơ mùa lá vàng nhẹ nhàng dù mùa thu không còn yêu đỗ nữa. Buổi giờ chim cuối đéo phải thu cuối. Tôi nghĩ thế. Đã từ rất lâu rồi trong em định nghĩa hai tiếng yêu thương em không thể cho anh kể từ khi không có em. Mùa thu đó không có em. Vậy cớ sao giờ hơn một năm trôi qua người đã khác xa thật nhiều. Em nghe tiếng lá rơi không còn anh nữa. Mùa thu đến em không còn anh nữa. Có lẽ nào anh vẫn quên đi và có lẽ nào mày anh đưa mùa thu đi. Có lẽ nào mùa thu chẳng còn lại gì trong tâm trí em. Có lẽ nào anh buồn em đi xa mất. Có lẽ nào em không phải người anh yêu nhất. Có lẽ nào em phải tự nhủ rằng mùa giấc mơ và em mất anh rồi. Em khúc này anh đổ rap ok nè. Thu đến rồi đi, như những gì đã sắp đặt. Chẳng thể chẳng không thể mở đi từng ngày buồn của nàng. À ơi vu vơ câu hát chưa bao giờ anh viết tặng. Em yêu anh thật nồng nàn như một đình như là muôn hò. Yêu một người còn lẽ sẽ học thêm nhiều điều. Anh làm mảnh ghép cuối cùng em còn thiếu. Như đêm dần từ gắng mình không hiểu lắm lúc người thương trôi qua trong anh nào thật nhiều. Ôi, tôi vào nhịp quá chuẩn vậy cứt luôn tề. Đúng rồi, tôi phải đi, tôi thì rap rồi đúng. Bờ vai lạnh cuối thu. Cho bao nhiêu thương vút bay. Cho bao nhiêu thương mới xa. Mới xa. Sao cuối phòng chẳng trời. Có lẽ nào anh vẫn quên đi. Và có lẽ nào anh đưa mùa thu đi. Có mùa thu chẳng còn lại gì trong tâm trí em. Có lẽ nào anh muốn em đi xa mất. Có lẽ nào em không phải người anh yêu nhất. Có lẽ nào em phải tự nhủ rằng một giấc mơ em mất anh rồi. Được đấy, đỉnh cao đấy. Được. Anh chống vừa thổi kèn. Đi nhân vật sẽ phái, em hứa anh Đỗ sẽ phái. Ok, phái khoái chảy nước miếng. Em mới hát một người qua, một người hay nghe hay quá trời luôn. Bài gì ạ? Bát đánh chuông chúng cháu hành quân. Uầy. Cảm ơn thầy Mino, hello Mino. Bài đây đỉnh này. Máu. Bài tôi thuộc mẹ luôn này. Câu đầu là gì nhỉ? Đêm nay trên đường hành quân ra một trận. Uầy, chúng mình thua luôn ạ. Chúng non muôn miếng theo con đường có mắt. Đi. Nở ngàn hoa chiếu không ta dâng lên
nửa bài mọi người đỡ ghiền thôi nha. Anh Độ biết bài này đúng không? Tại vì bài này hot mà. Nó hot mới động tác mới, động tác mới. Hát từ năm 1975 tới giờ cho anh Độ biết. Biết luôn, thuộc mẹ luôn. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh vì mới tặng quà cho em nha. Đỉnh. Hay quá. Tặng 3 đĩa tôm. Có chị cảm ơn Thanh. 4 đĩa tôm. Chiếc khăn bill hả? Anh Độ muốn nghe bài gì đó mà. Em ơi. Tôm. Đất nước trần niềm vui hả? Hát bài Thiền Quyên hả? Ở Ấn Độ có nghe bài Thiền Quyên không? Ui, các bạn biết bài Thơ Tình của Núi không? Ấn Độ song ca. Nhưng mà thôi, nhạc đấy các bạn. Biết bài này hả? Nhạc đấy các bạn chắc là không nghe được. Bài này ai cũng biết mà, em biết bài này ai cũng biết luôn, bài này hot mà. Bài này kiểu dạng là bài hát dân tộc luôn á. Cảm ơn mọi người rất nhiều. I love you. Bài đấy là bài Thơ Tình của Núi các bạn nha. Bạn em lưng chừng núi, lưng chừng đèo. Phải không nhỉ? Đâu ra? Từng bậc thang lên hả? Xuống như cung đàn. Kèm á mọi người. Nối dài. Một lần đi tuần tra anh tới. Đỡ order bài hát đi, em hát cho một người nhận. Thơ Tình của Núi. Ừ. Nghe nhá. Hay đúng không? Ừ. Thơ Tình của Núi. Đúng không nhé, vợ tương lai. Lâu lắm mà đều nghe bài đấy. À, anh đang order chứ không phải kêu em đi ngủ à? Thơ Tình của Núi em ơi. Trời ơi. Bạn này chắc chắn biết bài đấy. Tại vì bạn này ngày xưa học văn hóa nghệ thuật quân đội mà các bạn. Núi. Mấy bài chắc chắn là phải mang đi thi. Lão quắc vậy. Ok, sao lão quắc. Thơ Tây Tiến đồ. What the fuck. Thơ Tình của Núi. Lạ ta. Ồ, bài này lạ nha. Bài này phải song ca anh đồ ơi. Ok. Bài này phải song ca. Anh có song ca với em được không? Chị hát được bài Cao Bằng quê hương tôi không? Bài sao lại song ca? Hào khí Việt Nam vừa em hát rồi. Ôi giời, thôi, ăn cứt mẹ rồi, song ca thật. Thôi. Ê, bài này hay nhưng mà phải song ca anh Độ ơi. Thôi bài khác em. Mình ơi. Mình em làm VD nam nữ cực lắm. Suối hát gì mà dân ban nở trắng xinh. Để hợp lý á. Tiếng hát như rừng bắt bó hả? Bài gì thì trong vời lưng nói núi dòng gì sao núi cao em thấy. Bài này hôm trước có bạn hát rồi. Bài hôm trước có bạn hát rồi. Đồ tự hát luôn. Đồ có người hát còn hot hơn em đó mọi người. Thiền Quyên hả? Ê, Thiền Quyên bài đang hot đấy. Ủa hôm trước tôi chưa kịp hát cho bạn hết bài này nhở. Tiếng hát giữa rừng bắc bó thì. Bài hay vãi cả cứt thế. Tí nữa tôi sẽ hát cho bạn nghe. Tây Tiến. Thôi Tây Tiến thôi, Tây Tiến trước vừa nghe rồi. Mọi người Thiền Quyên. Chiếc khăn piêu là bài gì nhỉ? Chiếc khăn piêu. Trong vời lưng nói chiếc khăn piêu. Gì cô đơn sofa buổi hát rồi, buổi hát cho Độ nghe mọi người. Hào khí Việt Nam buổi hát rồi luôn. Người con gái parkour. Các bạn bên tôi xin chú học. À, có cái bài. Mọi người vào. Ai nhanh tay vót bằng tay em, chim vót không nhanh bằng tiếng hót em. Bài á cô gái vót chồng. Ừ, cô gái vót chồng, bài này hay. Ừ, cô gái vót chồng. Thì quá trời luôn. Em mời. Núi rồi. Ok, hợp lý à. Núi bài này mới đây. Huế tối rồi luôn. Cô gái vót. Biết bài này không? Biết bài này không? Ôi, bài này hay vãi cứt thế. Ủa là cô gái vót chồng chưa hát trên Độ nghe ta? Chưa. Em tưởng bài đó em hát rồi. Chưa. Trời. Ôi, bài tôi lại hát hay vãi cả cứt các bạn ạ. Thế. Nhưng mà tại vì cái nhạc này phải các bạn nào Độ nghe rồi, bữa hát cái bài này tôi sợ là các bạn trẻ quá nên không hợp với cả các bạn đâu. Nhưng mà mấy cái bài này chính là đi hát karaoke hát hay vãi cứt các bạn ạ. Anh Độ muốn vất trong rồi. Vất em mày. Như bao cô gái ở trên non, cô gái mà đầu búi tóc thon, tay vót trong nguyên hát không nghỉ. Như bao cô gái ở trên non, như bao cô gái ở tay nguyên. Ai lên tay vót bằng tay em, chim hót ngay bằng tiếng hót em. Mọi mối trong nhau sắc không cử, xin quân cướp nào vô đây, xin quân cướp nào vô đây. Còn giặc mỹ cặp béo, khi còn giặc mỹ cặp béo, em từng ở tay vót trong giấc quân giấy. Nhưng mai đây giặc chay rồi, chê rừng ta làm nhà làm trời cao. Chân mơ đi chưa nghỉ trời chưa xanh, em còn vót trong nhiều lần cả mây. Quân sông lăng xa đã mây vút vào, núi sông sông sàn đầy.
cho bọn bay giết bọn bay. Wow, hay vãi cứt em ơi. Đình đình đình. Vấp chân xứng đáng một điên lời chỉ luôn. Như bố cô gái ở trên non, cô gái mà đầu mũi tóc thon, tay vót trâu nghiên hát không nghỉ. Như bố cô gái ở trên non, như bố cô gái ở tay mình, anh anh tay vót bằng tay em. Chim hót không hay bằng tiếng hát em. Chim hót không hay bằng tiếng hát. Đi 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 đi. Ôi câu thế không? Tặng tôm mềm ấy. Lòi chỉ luôn. Cũng mệt nữa. Cảm ơn mọi người. Gì bằng bẹo đi Ấn Độ đi nha. Thích. Chết em luôn. Đình 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 đình. Đến em ơi, chúc tuần mới vui vẻ. Cảm ơn hai dĩa tôm xịn sò của Ấn Độ nha. Sao lại hai đĩa? Mẹ tao tặng 4 đĩa. Hát hay đấy nhưng mà tính toán chưa được tốt cho lắm. Cần cải thiện. Bạn nào đang hát nữa không nhỉ? Giống tôi vớ vẩn. Pít bé Hồng. Bạn này trông cũng hát hò gì không nhỉ? Bé Hồng. Cũng không sao nữa. Điện thoại lăn lóc trên bàn, bỗng hiện lên vài dòng thông báo. Vẫn dư mọi ngày thôi. Em ngủ. Uầy, bạn này trình độ rap cũng phải ngang tôi đấy. Thực sự luôn. Từ bấm mẹ tắt cũ đi rồi. Từ. Trôi mẹ đi rồi. Tina. Tìm người thương em. Idol đàn hát. Idol đàn hát này đang ăn cơm sao nhỉ? Thế cầm quả thìa. Nào làm miếng nào. Ăn miếng dưa hấu to thế. Milan. Bé Chào. Bạn bé Hồng hát hay lắm ấy. Trôi bay mẹ đi đâu rồi. Từ tôi tìm lại cái đó. Thí. Đi đâu mẹ rồi nhỉ? Cứu bé. Trôi mẹ đâu rồi? À đây. Không có sao mình đổ sợ mình chạy. Ôi giời, đủ máy. Chết mẹ. Mình đổ mình chết lắm, anh đổ chạy trốn luôn rồi. Anh vừa đít mẹ. Hello anh đổ. Anh đổ. Ừ, anh nè. Trời ơi, mạng mẹo dạo này. Anh đây. Bực mình thực sự em ạ. Vừa đít mạng á. Ừ. Thế nó mới bực chứ. Em tưởng đâu anh đổ nghe em la lớn quá xong. Anh Đỗ chạy mất dép luôn. Đứt cáp rồi, mà em. Anh Đỗ. Đây thiệt luôn, lần đầu tiên em được anh Đỗ vô rung luôn á. Cho nhà mạng. Hôm bữa giờ là em gặp các con của anh Đỗ hết rồi. Nhưng mà em chưa biết Đỗ tộc. Hôm nay được thấy Đỗ tộc rồi. Mẹ sao lại đứt gặp các con đấy hết rồi. Đứt cáp mà em
phải thông cảm cho nhà mạng chứ. Làm bài dạ. Thật nổ bùm đi em. Dạ em sẽ thông cảm cho nhà mạng. Dạ em sẽ thông cảm cho nhà mạng. Dạ. Dạ. Ok, làm bài thật nổ bùm đi em. Hôm nay là em biết là được gặp anh Đỗ. Làm một bài thật bùm nổ đi em á. Dạ được. Được bùm luôn. Nổ nha. Ok. Nổ bùm em luôn. Em sẽ làm một bài bùm nổ nè. Clean in left. Bài dễ thương nha anh Đỗ nhá. Ok. Bùng cháy. Dạ. Bùng cháy luôn. Được. Bùng cháy. Đáng yêu, đáng yêu. Bài này tên là bài Falling in Love. À. Falling in Love. À. Bài này tên là bài Falling in Love. À. Falling in Love. À. Anh mất ấy, đột nhiên làm cho trái tim em giận ra. Chúng mới say. Được nhỉ? Mà sao hồn em cứ như người kia đang. Anh là ai? Anh từ đâu đến đây để trong đồ em tầm mây. Mà sao chẳng làm đến ai? Đôi bàn tay từ lâu đã chẳng một tay nắm rồi. Hay là tôi đã chẳng môi xây chuyện tình yêu đến thôi. Anh ơi. Ồ, bạn này trông phong cách Ami thế nhở? Ờ, gu được nhịp trời trời. Một ngày như ta ra sao em chơi từ lâu cả trời. Em fall in love biết chứ. Chẳng để ngừng biết chứ. Chẳng để ngừng nói yêu. Sao hôm nay lại không thế? Tại vì sau khi gặp anh thì em chẳng thể thứ thời. Hết lời. Giờ đằng này anh phải lo được tôi thì không thứ thời. Quá trời. Cứ yêu thầm thế thôi. Cứ yêu mình thế thôi. Đến lại em biết thôi. Thế ạ? Im tặng tên lửa bạn này luôn chưa? Rồi. Tôi còn tiền mua tôm ấy. Tí nữa tôi sẽ tặng bạn này hẳn 3 đĩa tôm. Cảm ơn Giang nhá. Yêu anh có biết không đây hay anh lầm ngơ. Ủa bà này đúng kiểu phong cách bạc Ami mẹ luôn. Những cuộc say đắm say bên cạnh nhau. Muốn lên tôi là sẽ mất nhau. Nên đừng vội đi mà quay đầu đi mà người ơi. Uống đỡ đôi bàn vua hải sản à? Em ở lơ đã chẳng mơ tay ngắm. Con gì đang bơi chúng tôi đều có. Nhưng nhà tôi mới hết hàng và tôm là tôm. Tình yêu đang thôi. Ôi ý tặng tôm. Lúc bây giờ em ở đây đã mà phải chờ đến mãi. Và dường như em là phố là lớp mưa rồi. Một ngày hay tư giờ sau hay trôi từ lâu cả trời. Em phố là lớp phía trước. Chẳng thể ngờ biết chưa. Chẳng thể ngờ nói yêu. Sao hôm nay lại đừng thế. Tại vì sau khi gặp anh đi em chẳng thể cất lời. Từ giờ này anh đã lo được to nhịp tương tất trời. Cứ yêu thương thế thôi. Cứ yêu mình thế thôi. Nên cứ để cho một mình em biết thôi. Sẽ trở thành những mối đôi từ lúc không có anh. Nên là em chỉ muốn nắm tay anh dù chỉ một phút thôi. Đừng go baby. Hãy yêu em nha. Cho anh đợi bao bọn trong vòng tay của anh. Câu là thế giới này không thể đổi tiền. Nếu không có anh là thế đéo mình nhỉ. Rồi, một ngày trời. Phạm chị hay một cách quá đáng đó. Chị bé Hồng biết không. Sao hôm nay lại chị hay một cách quá đáng. Tại vì sau khi gặp anh thì em chẳng thể cứu đời. Từ giờ nay anh là lo lắng mọi người tương tác trời. Cứ yêu tâm thế thôi. Cứ yêu mình thế thôi. Để giữ để một mình anh biết người. Chẳng dám nói. Hi yêu anh độ bạc 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 cái cắt.
bực thế nhỉ. Hôm nay quên mẹ mất đéo bật chat đây rồi. Thế thôi mai không làm clip nhé. Mai làm clip là thôi. Quên bật chat rồi. Yêu ơi. Ai á? Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều nhá. Trời ơi, cái tay em nó rung lắm luôn á. Đéo con nón anh quăng mẹ cái nón ra này. Tay em nó rung oi là rung luôn. Ok. Nào. Cảm ơn anh Độ. Anh Độ dậy đủ vườn cháy chưa anh Độ? Chưa, 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 chưa. Bắt đầu à. Đỉnh quá. Úi. Em cảm ơn anh Độ đã tặng quà. Tặng cho em nhá. Tao đã tặng đéo đâu, giờ không tao mới tặng này. Ưng quá chừng đi chị. Ưng quá chừng. Anh Độ cho hẳn 4 đĩa tôm. Hay quá. Ý. Mà nó đâu đi. Anh Độ ơi, anh Độ thích nghe nhạc dễ thương. Úi. Chơi đi. Anh Độ ơi, anh Độ nhiều nha. Có gì đang bơi chúng tôi đều có. Anh Độ thích nghe nhạc dễ thương. Được, ok. Hay là nhạc gì về hải sản đấy là càng tốt. Hay là nhạc tích cực hay là nhạc kiểu sâu deep. Nhạc tích cực. Nhạc tích nhục. Bạn nào hát nào nhạc gì hay tư vấn hộ thôi cái. Để mình hỏi anh Độ đã. Để mình hỏi anh Độ nhá. Tư vấn cái. Anh Độ ơi, anh Độ thích nghe nhạc thể loại gì vậy? Trời giấu trời mang luôn đi. Tiếng nhục đây. Tiếng nhục. Em bạn này hát được bài đấy không? Trời giấu trời mang đi. Ok. Dạ được. Trời giấu trời mang đi luôn. Dạ được. Trời giấu trời mang đi. Ok, lâu lắm rồi đéo nghe bài này. Bài của bạn Đặng Tín Hòn. Đây. Sương mờ che khuất đồi. Đêm nào em cũng ngồi đài. Lúc xa anh em tè sưa chỉ nhau mãi thôi. Tuy rằng mới bắt đầu tình yêu này như phép màu. Cứ cho là vì mình chỉ mới nói hẹn hò thôi. Nhưng vì anh quá tuyệt, nhìn đâu thì em cũng duyệt. Cứ như đôi mình nở nhau từ lâu quá nhiều. Đâu phải ai cũng hiểu rằng khi mình nhớ quá nhiều, chẳng thể tập trung làm điều gì khác nữa. Xa là sẽ nhớ ngay, xa là quên mất đây, xa là chỉ thấy em, anh cười đôi mắt uyên diễm. Xa là em sẽ tìm, sẽ nhìn anh cho dù ngày hay đêm. Xa như ngay bây giờ đường gặp nhau trước em, vui thì chỉ ước mi. Dù là nhục quá đi, chẳng hiểu sao trước kia ông trời lại giấu anh đi. Thôi thì chẳng có gì, giờ lại em yêu nhiều tại em to. Cứ coi như mày chẳng nhìn lấy nói ok. Tại sao em có thể đẹp như vậy nhờ? Ông Sơn, anh lạy Sơn, Sơn à. Nghe đi Sơn, đừng nhìn nữa. Chúng ta cùng về yêu tình yêu trong sáng sao vàng. Con đường đầy lá rơi, nơi này mình từng đi, nhưng biết là chẳng thấy anh nơi đâu. Dù anh ơi, tình anh đầy mãi luôn. Cùng về em cho che mưa nắng bao giờ. Lời nam nữa lời đẹp này. Anh Đỗ biết hát không? Anh Đỗ hát chung với em đi. Ủa hello anh Nguyễn nha. Xa là sẽ nhớ ngay, xa là quên mất đây, xa là chỉ thấy em đôi khi đôi mắt im dim. Xa là em sẽ tìm, sẽ nhìn anh cho dù ngày hay đêm. Xa như ngay bây giờ đường gặp nhau trước thêm. Vui đi chỉ sau là nhau quá đi, chẳng hiểu sao trước kia ông trời lại giấu anh đi. Tôi thì chẳng có gì, giờ là em yêu nhau tay em to. Cứ coi như mày chẳng nhìn thấy nói ok.
ngồi nắng hoa mà anh hết mẹ bài còn đéo nữa xa. Em ngồi đây khóc to sao trời lại giấu em đi, yêu là vì những gì, sao phải buồn khi chẳng thể xa xa, gió mang cơn mưa lại lần đông mai nào người thì sẽ ướt mi giờ là nhục ta đi chẳng yêu sao trước kia trời lại giấu giống Ami vãi cứt không được. Em sẽ bị con chuột C, con chuột B đấy. Không được, chịu. Cảm ơn mọi người nha. Ok, hay này, anh tặng thêm một đĩa tôm này. Từ nãy giờ mấy đĩa rồi nhỉ, phải cân bằng chi phí cái. Còn bao tiền đấy. Này, tặng được hai đĩa nữa. Cực tiêu quá, em cảm ơn mọi người đã lắng nghe nha. Ok em nhá. Cảm ơn đó. Anh nhật nhật đi, nhật em hâm mộ anh Đỗ lắm luôn á. Ồ thế á? Em hâm mộ anh Đỗ cực kỳ luôn á. Ui, có bài này hay vậy đấy. Bạn ấy biết hát tiếng Nhật không nhỉ? Có bài Nhật hay vậy cứt này. Anh Đỗ cực kỳ luôn, thần tượng. Anh Đỗ ơi, anh Đỗ muốn nghe bài gì nữa không anh Đỗ? Em biết hát tiếng Nhật hơm. Có à? Ok nhá. Em biết hát tiếng Nhật không? Dạ biết. Em biết bài Sakura không? Em biết, để em hát một bài tiếng Nhật cho anh Đỗ nhá. À, đủ má, đang order mà. Đủ má, nhanh vậy. Xe đạp phiên bản tiếng Nhật. Chắc là bài xe đạp ai cũng biết. Nào, nhưng mà lại là phiên bản tiếng Nhật. Xe đạp phiên bản tiếng Nhật. À. Mới à. Là do mới này. Sakura iro aogoro. Watashi wa itori. Wow. Được nhỉ. Osae kire no mune ni nachi tsukushi. Thôi đừng, nghe bà đấy hát xong tôi không biết là câu nóng lòng. Đợi tôi thì nghe nốt đã. Bài cao ý hả? Bình thường. Giọng tôi lên quãng 13 cơ mà. Sai ở đâu nhỉ? Bè, vua hải sản. thiếu giọng nam, thực sự là thiếu giọng nam. Tôi sẽ nốt lại cho nhỏ anh em mình qua nghe nhạc. Hay vãi cứt em ơi.
Đéo phải bài này. Thêm chữ ơi vào đi, nghe cho nó đỡ bị cộc lốc. Arigato gozaimashita. Ta 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 ta. Cảm ơn mọi người nhá. Ok. Nhảy quá. Cảm ơn mọi người. Ừ, đấy. Em ơi, biết bài Sakura không á? Dạ biết. Hình như là em biết Sakura. À, hình như em biết bài này đấy. Hình như em biết bài này anh đồ ạ. Ok. Nhưng mà mẹ có đúng mày sao mẹ đéo sang ngứa thế nhở? Vừa đít vậy đấy. Ơ không phải. Không phải bài này. Sakura hira hira mai yori de ochite yureru omae no take wa rakushimete kimi to haru ni với các ông nhưng mà đều đúng với tôi. Còn một bài Sakura khác nữa. Cảm ơn Nam Du. Nhưng mà bài này em hát không có giỏi lắm, nghe anh đổi nha. Mọi người có gì em hát sai mọi người bỏ qua nha. Còn một bài khác nữa đây, đợi tôi tí tôi cho các bạn xem. Bài ấy là bài Sakura. Bài này cơ, không biết bài này không? Không biết à? Ok. Hay thế không biết. Bài đấy là bài đây này có bạn đây này, bài đấy bài là bài tên là bài Sakura Atayo cơ. Công không phải lâu lắm mà có khi công đéo biết bài đấy luôn ấy. Ghê. Sakura hira hira mai yori de ochite yureru omae no takeo wa kishimete. Không đéo biết. Cái bài đấy là cái bài MV của nó là một ông với cả một bà yêu nhau đến giữa clip. Bà ấy bị tai nạn, xong rồi ông ấy cầm bó hoa đi không có khóc cơ. Bà không đéo biết bài đấy, bực quá. Cảm ơn anh đồ. Đó là bài này em chỉ hát được có nhiêu đó. Buồn quá đi. Cảm ơn mọi người. Anh Độ em hát được có nhiêu đó. Bài này hát được có nhiêu đó. Mọi người em hát lộn mọi người nha. Bỏ qua cho em nha.
Cái hát hay quá em ơi, cảm ơn em, chúc em tuần mới vui vẻ nhá. Cảm ơn anh Độ. Cảm ơn anh Độ, cảm ơn tất cả mọi người đã ghé live stream của em. Nó là bài này này. Ông ứ biết bài này. Bài này lâu lắm rồi. Bài cũng tên là Sakura. Ông thằng béo nhá. Đấy thấy chưa, các ông đéo biết. Bực thế nhở. Đây này, bài này tôi biết. Bài lúc nãy tôi đéo biết. Cảm ơn Micha nhá, thank you em. Ít mẹ lại còn 5 cm trên dây là bài đéo gì. Nó là trong phim à? À, 5 cm per second. Ồ, rẻ, bây giờ mới biết nè. Nhưng mà không đéo biết bài lúc nãy đúng không? Mẹ bật lên mới biết thì bực thế nhờ. Cú vậy đây. Phim này hay lắm à? À, tôi đéo xem hoạt hình chứ tôi cũng đéo biết. Hôm trước thấy các bạn bảo có phim Cho Nêm hay lắm mà tôi chưa kịp đao về, hôm nào đao về anh em xem trộm phát. Đéo. Em xem trộm Cho Nêm phát. Thế mà là hay lắm, hay vãi cứt. Nước mắt em mang nỗi nhớ, nỗi đắng cay. Khi những yêu thương em trao tan thành mây như hôm nay. Em hát với. Ô kìa. Trời ơi. Hay quá anh Đỗ. À, sao đến bây giờ tao mới nhìn thấy tin nhắn của Đắng Khôi nhỉ? Cái gì ạ? Bây giờ tao mới nhìn thấy cái tin nhắn của mày, em hát với anh Đậu ơi. Mà anh hát bài nước ngoài thì mẹ bớ cái hơi tai phọt cả rắm ra. Đúng là hát hát đít bùm luôn đấy. Là hát phọt rắm ấy. Anh kinh. Có dạo này nó có câu mới em biết không? Cười đít bùm ấy. Thì mày nghe buồn cười đó. Cười đít bùm. Là cười phọt rắm ấy. Rồi các bạn ơi, chủ nhật như thế là vui rồi. Chúng ta nghe tiết mục văn nghệ bùng nổ rồi. Bây giờ tôi chơi ADK một tí. Hôm nay chắc tôi nghỉ sớm tí các bạn. Hôm nay tôi đi hơi thiếu ngủ một tí, hơi mệt một tí nhá. Các bạn nhá, ok chưa? Ok nhá. Nếu như các bạn chờ đợi những nội dung khác thì để tối ngày mai đi. Tối ngày mai đầu tuần thì chúng ta sẽ chơi ADK tiếp. Còn hôm nay chơi ADK một tí đã, xong rồi tôi nghỉ sớm nhá. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã ngồi cuối tuần với tôi. Chung là lúc mới ngồi thì cũng hơi buồn đấy, nhưng mà sau khi mà ngồi với các bạn xong thì còn buồn hơn. Thế nhá. Chơi ADK đây.